Hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của RG. Trong thế giới của đấu khí đại lục, kim đế phần thiên viêm mà Tiêu Huân Nhi nắm giữ chắc chắn chính là một sự tồn tại đầy uy lực và đáng sợ. Từ những chiến công lẫy lừng của nó, có thể thấy sức mạnh của nó thật sự đáng kinh ngạc. Khi mà mười mấy cường giả đấu tông vây quanh Tiêu Viêm một cách kiêu ngạo, Tiêu Huân Nhi xuất hiện như là một nữ thần giáng lâm. Ngọn lửa kim đế phần thiên viêm nhảy múa trong tay của cô, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Nơi mà ánh sáng chiếu đến, không gian bắt đầu vặn vẹo, dường như đất trời không thể nào chịu đựng được sức mạnh của dị hỏa này. Mười mấy cường giả đấu tông vốn chỉ là những cao thủ hàng đầu trên đại lục đấu khí, thế nhưng trước kim đế phần thiên viêm, họ chỉ như là một đám kiến. Huân Nhi chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay ngọc lên, ngọn lửa vàng trong tay của cô như là một con thú hoang thoát cương gầm thét lao vào kẻ thù. Chỉ thấy nơi ngọn lửa vàng đi qua, phòng ngự của các cường giả đấu tông ngay lập tức bị phá vỡ, có người bị lửa nuốt chửng trong tiếng kêu thảm thiết hóa thành tro bụi, có người bị lực va chạm mạnh mẽ đẩy bay đi, trọng thương không dậy nổi. Chỉ một chiêu, mười mấy cường giả đấu tông hoặc chết hoặc bị thương tan tác không thành đội hình. Cảnh tượng thật là chấn động, khiến Tiêu Viêm đứng bên cạnh cũng kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Còn Lưu Ly Liên Tâm Hỏa vốn mạnh mẽ trong cơ thể của anh ta cũng không khỏi run rẩy trước kim đế phần Tiêu Viêm. Điều này càng làm nổi bật sức mạnh bá đạo của dị hỏa này. Khi mà cường giả đấu tôn đối mặt với kim đế phần thiên viêm, cảnh tượng càng khiến người ta phải kinh ngạc. Từng có cường giả đấu tôn khi mà đối đầu với Nhi, cô triệu hồi ra kim đế phần thiên viêm, cường giả đấu tôn cảm nhận được sức mạnh này, sắc mặt liền biến đổi. Đó chính là một nỗi sợ hãi bản năng đối với sự nguy hiểm tột độ. Nhiệt độ cao của kim đế phần thiên viêm dường như có thể thiêu đốt mọi vật ở trên thế gian. Phòng ngự đấu khí của cường giả đấu tôn trước đó cũng nhanh chóng tan chảy. Cường giả đấu tôn biết rằng nếu đối đầu trực diện, mình sẽ phải chịu kết cùng thảm khốc, vì vậy chỉ có thể trong nỗi sợ hãi tột độ lựa chọn bỏ chạy. Dù phải tiêu hao sức mạnh to lớn cũng phải chạy xa khỏi phạm vi tấn công của kim đế phần thiên viêm. Phân tích từ bản chất về sức mạnh của kim đế phần thiên viêm, trước hết nó là dị hỏa xếp hạng thứ tư ở trên bảng dị hỏa. Tầng năng lượng của nó không thể so sánh với đấu khí hoặc là ngọn lửa thông thường. Nó có khả năng thiêu đốt đấu khí, điều này khiến những cường giả dựa vào đấu khí để tung hoành đại lục mất đi chỗ dựa lớn nhất trong mặt của nó. Hơn nữa, nó chỉ là dị hỏa truyền thừa của cổ tộc, một trong những thế lực cổ xưa và mạnh mẽ nhất ở trên đại lục đấu khí. Nội tình và các biện pháp khai thác sức mạnh của kim đế phần thiên viêm của tộc này đều làm cho sức mạnh của nó được phát huy tối đa. Tiêu Huân Nhi bản thân lại sở hữu huyết mạch tinh khiết của cổ tộc. Điều này khiến cô và kim đế phần thiêm viêm đạt đến một độ hợp nhất kinh ngạc. Trong chiến đấu, Huân Nhi có thể tận dụng tối đa sức mạnh của kim đế phần thiêm viêm, chuyển hóa nó thành lực lượng tấn công khủng khiếp. Về nhiệt độ, kim đế phần thiêm viêm có thể nói đã đạt đến một cực điểm. Nó có thể dễ dàng làm tan chảy đá, kim loại thành trạng thái khí hoặc thậm chí là hư vô ở trong chớp mắt. Hình thái ngọn lửa của nó cũng không cố định. Trong chiến đấu có thể theo ý niệm của Huân Nhi biến hóa thành các hình dạng khác nhau, hoặc như dòng chảy mạnh mẽ tấn công kẻ thù, hoặc như là lưới lửa bao vây đối thủ, khiến kẻ thù không có chỗ trốn thoát. Hơn nữa, kim đế phần thiêm viêm không chỉ là một loại sức mạnh hủy diệt, nó còn chứa đựng một loại lực lượng pháp tắc đặc biệt. Loại lực lượng này khiến nó ở trong chiến đấu có thể bất chấp một số hạn chế không gian, đạt được hiệu quả tấn công bất ngờ kẻ thù. Trong cuộc đối đầu với cường giả đấu tôn, ngọn lửa của nó thậm chí có thể xuyên qua không gian, gây tổn thương cho kẻ thù. Đây cũng là một trong những lý do khiến các cường giả đấu tôn kiêng dè nó. Trên đây chỉ là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.